nha, anh Dịch đi qua sớm lẹ giờ. Rồi. Trời ơi, anh qua sớm với anh Dịch rồi. Ôi, sao chạy đứt tao vậy? Ôi, 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 thằng Vân rồi, chết rồi, rồi, sao chết luôn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Sao bao. Ủa, sao chị Camu nhìn cơ bắp quá vậy? Hả? Xong em tôi luôn. Cái gì vậy sao? Ủa, sao chị Camu hôm nay đi tập tạ về gì vậy? Không, Camu em mới trở thành Camu lực đèn, nó không có gì hết trơn. Searching all the world for one thing. Yo, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha các bạn ơi. Và ngày hôm nay là các bạn biết kế bên mình là có những ai không? Rồi, gương mặt rất là quen thuộc với các bạn luôn. Và hôm nay là mình sẽ chơi trong cái server Hero MC à, và mình cho các bạn 5 giây để đón những tất cả mọi người trong đây à. Các bạn đố các bạn 5 giây là 5, 4, 3, 2, 1. Đó, và các bạn hãy bình luận phía bên dưới nhanh nha. Và đây là Hero Team nha các bạn ơi. Và hình như là họ đang đeo cái gì mấy con mặt Sở thú Hero Team. Trước khi mà bắt đầu video, các bạn nhớ để lại video này một like và một đăng ký nè. Thì nếu mà các bạn biết những ai trong video này, các bạn bình luận phía bên dưới. Và đừng quên cho Vinh một nút đăng ký nha các bạn ơi. Đó, và bạn nào lần đầu đến với kênh của mình thì các bạn còn chăn chờ gì nữa, hãy nhấn vào nút đăng ký để theo dõi mình nha các bạn ơi. Vô và bắt đầu video nào, let's go. Ok, và mọi người chào đi nào. Hello. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Vinh MC nha, mình là Mr. Dịch đây. Ok, hello, chào các bạn, mình là Sine và chào các bạn trở lại với channel của Vinh MC, anh nhau. Ok, và xin chào tất cả mọi người trên kênh của Vinh MC. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh quốc gia Việt Nam đây. Tới mình đi. Và đó là anh Liêm Tốt, cũng chơi gì tình chứ không có gì tiền. Ôi, mồm đi. Chơi luôn bài đó đây. Mày là cu giòn ái chị. Ok, tôi là ok, và xin chào tất cả các bạn, người đang xem Meta Queen. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vinh. Mình là Sigo, đẹp trai hành lịch du lịch khắp vũ trụ. Anh em nhớ đăng ký mình nha. Và hình như là anh Siro anh đang bị cắm sừng cái gì anh ơi. Rồi bị cắm sừng rồi, lêu lêu. Rồi để anh coi mới tới dịch à. Anh đang mang trang phục gì nè, khủng long hả? Wow. À, khủng long à, khủng long. Wow. Và Caron hình như là con gì đây? Cự hoàng. Con chó. Caron này là con chó. Rồi anh Siro hôm nay biến thành Joker Việt Nam luôn rồi. Hôm nay là mình cũng biến thành Joker nữa các bạn. Và chỉ cần mua nè. Ok, và đa số là mọi người đều biến thành con thỏ các mọi người à. Và hôm nay là chúng ta sẽ chơi backward nha mọi người ơi. Rồi. Yes. Rồi bây giờ là anh mới tới dịch. Mời tất cả mọi người vô đi nè. Vô. Vô. Vô vô mọi người ơi. Vô. Vô. Vô mọi người ơi, let's go. Vô vô lại nào. Vô. Vô vô. Chơi chơi. Ok. Chơi qua một cái về backward xong rồi bắt đầu game luôn nè. 3 2 1 vô. Giờ mình sẽ chơi team team tím đi anh em ơi. Đó. Màu tím mạnh mẽ hả? Mình đến chơi màu đỏ nha, mình là màu đỏ nè. Mạnh mẽ. Ở Hero Team có ai tượng trưng cho màu tím chưa vậy? Mạnh mẽ. Chưa em. Team anh không có màu tím. Vậy em chơi màu tím. Bên đây. Có Dịch với Sigo á bên đây. Ủa Dịch đâu? Ủa vô luôn rồi. Ok. Vô anh em ơi, vô chơi nè. Mình đội vàng rồi nè. Các bạn đội gì nè, khai mau. Em là đội cậu vàng. Ồ em đội tím thiệt luôn. Ở kế bên là tím. Ủa đội tím có mới tưởng là vịt với rô màu tím mà. Thôi bậy đi mồm đi. Để đưa tao chắc. Shop winmc.vn. Shop an toàn, uy tín, chất lượng. Shop giao dịch tự động. Hàng loạt ạc siêu rẻ siêu VIP với giá trị với 99.000 đồng. Thử vận may vòng quay kim cương chỉ với 20k. Cơ hội trúng ngay 9.999 kim cương. Có quay là có trúng mọi người ơi. Nhanh tay lên nào. Link shop mình để phần bình luận. Mọi người nhớ ủng hộ nha. Shop winmc.vn. Ủa team cam là chị cam mui phải không? Đâu. Ở đâu? Xanh lá bạn ơi. Ê, anh màu vàng, màu vàng. Ủa em kế anh Dịch luôn nè. Rồi xong chết tôi rồi, chết tôi rồi. Em đi em.
Vậy đi. Ok, giờ mình sẽ mọc vườn các bạn à. Và anh Dịch qua lấy kim cương sớm quá vậy. Qua anh lấy với đợi em hả? Anh thấy em thấy anh giỏi quá. Anh phải vội chứ, trời ơi, vì anh solo với cả Binh Magic ở bên cạnh anh phải lẹ là không phải chết à. Binh Magic là sao? Mà nói thật hả? Magic qua đây, chém Binh Magic. Dạ, anh Dịch đi qua sớm lẹ giờ. Rồi. Trời ơi, anh qua sớm với anh Dịch rồi. Ây, sao chém Binh tao vậy? Ôi, thằng Binh rồi, chết anh rồi, sao chết luôn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Rồi xong chết luôn, rồi xong. Hello, thôi xong, trường tiên chết, nhà mất nóc rồi, trời ơi, nhanh thế. Ôi, từ từ, trời ơi, lâu quá, trường tiên chết rồi. Thôi xong rồi, chết là nhà mất nóc rồi, thì là không có sao rồi, trời xong, trời ơi, mà chết luôn. Ủa, mới vô chưa kịp làm gì, anh Dịch đi trước rồi. Vinh ma sẽ cứng tay cái mọi người biến mất. Rồi xong, Vinh nhìn trông hết thế, Vinh rất là nguy hiểm, Vinh đã lập kế hoạch đi trước. Cái gì vậy, anh quay nhà mình đi không? Để về đi mọi người. Giờ là qua team xanh nè, team xanh có ai vậy ta? Asiro được Simi, còn em được Asiro. Bên nào, anh có thể cho em ai cũng được anh, em sai rồi. Nếu như mà em gược anh đang gọi là muốn mang danh đánh con gái giúp em đó, em đừng gược anh nữa. Ôi sao kệ vậy, em đánh anh mà sao? Sao tức là nếu như em gái? Nếu như mà không có anh em sẽ đánh Simi đúng không? Mà em đánh Simi thì hồi cho em nó sẽ kêu em đánh con gái. Vô. Ờ ha. Thôi, ủa, nói chung là quất anh luôn á. Nó bị tiếng hồi gồng rồi. Ủa, có ba sao ấy? Ôi trời đất ơi, hai người chơi trò đuổi bắt cái gì vậy trời? Chết hết lợi, mày không có tình luôn ơi. À, bạn qua mày đập giường mày luôn, mày kêu bạn không có tình. Ôi, ế, ai gì ta? Chị Sammy sao lạc qua đây chơi vậy? À, không. Trời ơi, trời mình đánh gái mọi người ơi. Không qua đây. Chị bắn em là em vô bước luôn. Đâu, Quyết màu tím đúng không Quyết? Dạ đúng rồi. Đâu Quyết ơi. Ok em không gì đâu, không gì đâu. Rồi. Ok, nên vậy. Ở đây phải, em nó Vinh. Quầy, chị Sammy đang rất là bình yên này ha. Hay quá cho anh ta. Đúng rồi, không có. Ui, anh Siro đang qua kìa. Anh Siro hôm nay có vẻ như là đang bị cắm sừng rồi phải. Nên rất là cay cú. Trời ơi, Go vừa mới bị mình giết xong bao Go non. Go yếu. Ôi, cái con. Ôi, qua đập nhà không cái con bên. Giờ anh với em tìm bóp đi. Tìm bóp rồi. Ê, không chứ tìm bóp mới dài mà. Tìm bóp rồi. Đâu rồi, anh đâu. Anh em heo tìm đâu lắm mới cùng nhau đánh thằng nào đó kìa. Đây, bên ơi. Em qua nhà chị Sammy chơi nha. Ôi, em, chị Sammy màu gì? Bên mắt. Ủa sao chị Camu nhìn cơ bắp quá vậy? Hả? Xong em luôn. Cái gì vậy sao? Ủa sao chị Camu hôm nay đi tập tạ dễ gì vậy? Không, Camu mới trở thành Camu lực đèn thôi, không có gì hết trơn. Ủa hai viên gì mà không trúng trời? Ôi, tao chạy đi, chạy đi. Mình ghê quá à. Ê. Rô tưởng thế nào? Tưởng Rô chuẩn bắt qua kênh nào? Ôi, Rô, mày biết ở Vinh đấy, đau lên. Hình như là Vinh không biết là chị đang phá rừng của Vinh đúng không? Ôi. Ủa, chị phá rồi hả? Ủa? Phá rồi. Phá chưa? Ôi, màu tím này chị. Chị phá rồi mà. Ủa? Phá rồi. Ôi, ai? Cái gì vậy trời đất ơi? Hiểu. Anh em tương tàn không chưa hàng nào. Ok. Trời ơi, oh my god. Ủa bây giờ còn hai người hay ta? Phải bắt buộc là phải còn Simi, Sammy với lại còn Siro. Đấy. Mà đánh là đánh con gái à? Phải rồi. Còn Simi, Sammy với lại còn Siro. Đấy. Thôi, bây giờ mà đánh là đánh con gái à? Ờ, bây giờ là đánh gái đi. Ok, đi, let's go. Đâu rồi, đúng rồi đó. Không phải hai đâu em mà là ba chị luôn đó. Đâu rồi, ba chị. Ủa? Luôn, nhà bên đâu? Dạ, em đây nè. Vô em này. Đâu? Chết rồi, hết quả cầu rồi. Với con gái là sai lầm rồi, con gái đánh lộn đi lắm. Dịch ơi. Anh Dịch có tính luôn rồi.
mất tích. Ủa Vinh đâu rồi? Ra sảnh giữa ba chị em đang chờ Vinh nè. Vinh đâu rồi? Ra đây coi. Rồi em mua quả cầu cái. Rồi quá. Trời ơi. Ở giữa có mấy người vậy chị? Ba người. Đấy. Sao em cân hết được? Rồi Vinh được hết tâm. Vinh đi chơi hội chị. Ôi chị cá mui vừa tà tạ về kìa. Thương tôi vậy đây. Đánh nhau. Chị mui ơi, dùng tay cho mui. Chết rồi. Tiếp. Trời ơi em ơi, đánh kiểu gì đây em? Sao em không tao? Em xin lỗi. Rồi qua siro coi. Ê. Cái gì vậy trời? Một cái chết cực kỳ ngáo. Gì vậy? Trời đất ơi, giấc hồi luôn á má. Trời ơi. Chết rồi đúng không? Em vừa chết. Ủa chị ca mua làm gì vậy? Sao hồi sinh rồi ạ? Chị đừng dùng. Dạ biết gì đâu. Sao nhìn chị ca mua skin hại vậy? Người phụ nữ lực điền tay to. Đó, người phụ nữ lực điền tay to. Tình cao là đây chứ đâu Vinh ơi, ba em nhá, chuẩn bị phân mất giường nè em. Ui. Ủa chị gì đâu đấy? Trời em ơi, bình thường mà em. Ôi. Em ơi, cẩn thận kìa. Ê, 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 ê. Tâm, giường kiểu đi kìa. Mày. Tôi biết mà. Ủa sao còn có hai tim vậy? Bây giờ là còn chỉ với em thôi, cầm vui ơi. Wow, hay quá. Shiro chết rồi, Shiro chết rồi. Ủa, Shiro chết rồi? Em không biết. Té chết rồi, ha ha. Thế là Shiro chết rồi, rồi bây giờ còn hai chị em tụi mình rồi. Ok. Này không ổn nữa chị em ơi. Không sao chị. Ba đánh một mà mình còn thua em, alo. Không sao chị, em. Simi đi đâu vậy, Simi đi đâu vậy? À, chị thấy em rồi, xuống đây Vinh, xuống đây. Thôi, qua nhà, Bánh. Qua nhà cho. Ủa, ý là sao? Ủa, nhà chị Simi đâu nhờ? Nhà chị màu xám. Đấy. À, thấy rồi. Ủa khoan. Em thấy nhà chị Simi rồi. Ủa chị ơi, em chỉ thấy em hơi bị thông minh không? Thông minh quá em ơi. Tự nhiên em khai ra làm gì không biết luôn á. Ok, không sao chị. Ok. Em có khả. Được rồi, Vinh đứng đây, tới đây. Dám phá giường của chị hả? Ok, được rồi, đợi xíu. Ủa mà sao chị Camui đi theo làm gì vậy? Cách chị ơi, từ okay, đánh nè. Rồi. Camui ơi. Nhưng mà chị không có bờ lóc em đặt này, làm sao chị đi trời? Người đàn bà lực lưỡng đây rồi. Cái đầu xanh mà. Đánh. Chết nhanh vậy trời. Rồi, còn... Ủa tính ra chị có kiếm mà chị không dùng luôn á. Còn dùng con nuôi thôi á. Em yên tâm chị mọc bằng hắc diện thạch rồi, chị không sợ em. Ủa thiệt luôn? Thiệt chứ, trời ơi. Uầy, sao giường chị mạnh dữ vậy? Kiểu này chắc em mua cái đống TNT qua xử nhà chị quá. Bạn ơi, hắc diện thạch mà bạn nói gì vậy? Ủa rồi kiểu này sao trời? Đạp hơi bị lâu luôn á trời. Quầy, không sao, xử lý được. Quầy, mua tay nè, tay nè. Không có mọc đâu, chị rót á, hiểu không? Ok. Các bùi à, đừng đùa nữa, tìm không còn dư tính như trước rồi đâu. Chị mắc cười quá anh, thôi anh té rồi, anh im lặng đi anh. Trời ơi. Ủa sao mặt em hết hình chút cơ vậy? Chắc là em hết hài hước rồi á. Trời ơi. Em hết hài hước rồi. Ủa bạn ơi. Bị lại. Bạn ơi. Nhà chị hơi mạnh đấy. Sao mình cao với bạn ơi? Cao quá. Từ để đi mua block, đi mua block đã. Từ. Cho chị các bạn là. Ôi, con mua con block. Cái gì vậy? Rồi. Sao mất tiền vậy? Ủa, có mất bất tính rồi mà. Ủa sao chị nói là hát điện thoại? Ai biết gì đâu. Và ngày hôm nay là mình đã chiến thắng 8 thành viên trong Hero Team các bạn ạ. Và
cho vào video của mình tới đây cũng đã là kết thúc sơ bằng à. Và các bạn nghĩ sao về trận chiến này? Và hôm nay là tôi đã chiến thắng tất cả các thành viên trong Hero Team. Và các bạn biết những ai trong đây, các bạn bình luận tất cả những thành viên trong Hero Team để lại phía bình luận phía dưới video nha các bạn ơi. Và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại video này một like và đăng ký kênh nha. Và hẹn mọi người trong các video sau. Bye bye. Anh ơi.